Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê miền Tây. Hôm nay mình chia sẻ đến với các bạn cách làm bánh da lợn lá cẩm lên màu tím vô cùng đẹp luôn. Cách làm này thì phần bánh da lợn sẽ dẻo mềm, rất là ngon mà thơm đúng vị của bánh da lợn. Bên trong sẽ có nhân đậu xanh và nước cốt dừa béo ngon. Cách làm này thì mình làm rất là đơn giản, không quá cầu kỳ. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng mình thực hiện nha. Mình có chuẩn bị ở đây là 200g lá cẩm tím, lá cẩm thái đó các bạn, mình trồng tại nhà nè. Các bạn xem là cái lá nó bự gần bằng cái bàn tay của mình luôn. Cái này thì mình chỉ việc mình ghim xuống rồi để một ngày á, nhiều khi là mình tưới nước một lần, có khi là hai ngày mới tưới một lần. Mà nó rất là tốt như thế này, không hề sử dụng phân thuốc gì hết luôn và rất là dễ sống nữa. Hôm trước mình cũng có chia sẻ cách làm mà xoay vị lá cẩm nè, rồi xoay lá cẩm rất là ngon mà lên màu tím vô cùng đẹp. Các bạn có thể tìm mua cây lá cẩm này trên online, mình thấy người ta có bán đó. Còn cái này là mình xin của cái chị bán xoay về trồng thôi. Nhiều bạn hỏi mình là có bán hay không hoặc là mua ở đâu thì mình thực sự cũng không biết nha. Hoặc là các bạn có thể tìm ra chợ, cái chỗ mà người ta chuyên bán rau cải, mình hỏi thử xem. Phần lá cẩm này thì bây giờ mình sẽ ngắt ra mấy cái lá nha. Những cái đọt thì mình sẽ lấy hết luôn, còn cái phần cây mình sẽ ghim lại, tại vì nó rất là dễ sống. Các bạn tìm mua thì mình nên gõ là lá cẩm thái thì nó sẽ ra nha các bạn. Mình có chuẩn bị ở đây là 1 lít 4 nước. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần lá cẩm vô để mà mình luộc trước cho nó ra màu. Thì nước sôi rồi mình mới cho vô nha. Ở đây thì mình sẽ nấu nó trong vòng là 15 phút nha các bạn. Mỗi khi mà mình sử dụng lá rồi còn cái nhánh thì mình sẽ ghim lại. Nó rất là dễ sống và dễ bắt rễ nữa. Nấu đủ thời gian rồi á, các bạn coi nè, ra màu rất là đẹp luôn. Một hồi nữa nó nguội lại thì nó sẽ lên cái màu đẹp hơn nha các bạn. Sau đó mình sẽ tắt bếp và để cho thật là nguội rồi mình mới sử dụng được nha. Nước lá cẩm sau khi mà mình để thật là nguội thì các bạn thấy là lên màu rất là đẹp luôn nè. Thì phần nước lá cẩm này mình sẽ sử dụng là 800ml nước nha. Ở đây là mình chia sẻ đến các bạn là cái phần màu lá cẩm ha. Rồi đường thì mình chuẩn bị là 320g đường, tùy theo độ ngọt các bạn có thể gia giảm nha. Nửa muỗng cà phê muối và 580g bột năng. Và tiếp theo ở đây mình sẽ có 170g đậu xanh không vỏ. Mình đã ngâm với nước cho nó nở mềm tầm 2 tiếng đồng hồ để khi mình nấu nó sẽ mềm nhanh hơn là mình không ngâm nha các bạn. Và ở đây mình sẽ có bột năng 320g, nửa muỗng cà phê muối, 300g đường và 560ml nước cốt dừa. Phần này là mình chia sẻ phần nhân nha. Rồi mình sẽ cho hết đậu xanh vô nồi để mà mình nấu trước nha các bạn. Nước thì mình cho vô hơi xăm xắp một chút để mình nấu cho nó không quá nhão nha các bạn, đừng nên cho nước nhiều. Mình cho nước hơi xăm xắp như thế này thôi. Khi mà mình nấu nó có thiếu nước thì mình châm từ từ vô. Nếu mà lỏng quá thì cái phần bột của mình pha ra nó sẽ bị lỏng mà không có được ngon nha. Trong khi nấu sẽ có bọt thì mình sẽ vớt bỏ đi. Nấu đến khi nào mà đậu xanh vừa nở ra như thế này là được rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đem đi xay cái phần đậu xanh này cho thật là mịn ha. Mình đã cho vô cối rồi thì sau đó mình xay thật là mịn là được nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ để cho cái phần đậu xanh nó nguội bớt đi. Mình sẽ đi pha cái phần vỏ trước là cái phần màu lá cẩm á. Mình cho hết phần bột vô cái thau rồi cho muối, cho đường vô. Tiếp tục thì mình sẽ cho cái phần nước lá cẩm nè. Đó các bạn coi lên màu đẹp lắm luôn. Sau đó thì mình sẽ quậy ra nha. Tất cả những cái nguyên liệu thì các bạn nên để thật là nguội rồi mình mới sử dụng. Tại vì bột năng mà nếu các bạn cho cái phần nước nóng vô thì nó sẽ bị chín bột và bị vón cục, không có quậy ra được nha các bạn. Màu tím này là hoàn toàn 100% từ lá cẩm, không hề thêm phẩm màu gì hết luôn. Quậy cho tan hết đi các bạn, rồi một chút nữa mình sẽ lược lại. Thì như vậy cái phần bột nó sẽ được mịn hơn. Khi quậy cho nó tan hết rồi mình sẽ lược lại. Đó là những cái phần lá của lá cẩm đó các bạn, nó còn sót lại đó.
cho nên thì mình sẽ lược lại. Với lại thì mình cũng lược như vậy để giúp cho những cái bột mà nó chưa tan á, nó sẽ được mịn hơn và khi mình làm bánh sẽ không có bị ốc trâu nữa nha. Đó, như vậy là xong phần lá cẩm rồi nè. Tiếp theo thì mình sẽ làm cái phần đậu xanh nha. Mình cho hết phần bột vô thao nè, rồi cho hết muối và cả đường, rồi nước cốt dừa mình cho vô hết luôn. Lượng đường á thì các bạn có thể gia giảm theo khẩu vị của mỗi gia đình nha. Rồi sau đó thì mình sẽ quậy ra. Nước cốt dừa mình chuẩn bị là nước cốt dừa đầu, cho nên khi làm món này ăn sẽ rất là béo và thơm nữa các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho phần đậu xanh vô nha. Đậu xanh khi xay mịn như vậy rồi, nhưng mà tuy nhiên một chút nữa thì mình cũng phải rây lại đó các bạn. Tại vì nó rất là đặc và sánh, mình phải rây lại cho cái phần nhân nó được mịn hơn. Mình sẽ cho ra cái rây này để mà mình rây lại ha. Mình lấy cái giá hay là cái muỗng gì đó mình cạo như thế này thì phần bột nó sẽ đi xuống dưới hết là các bạn, và rất là mịn luôn. Sau khi làm xong thì mình sẽ được cái phần nhân đậu xanh nè, các bạn thấy rất là mịn và dẻo sóng sánh. Bây giờ mình có chuẩn bị sẵn một cái nồi hấp và nước thật là sôi nha các bạn. Rồi mình có cái khuôn nè, rồi mình phết vô đây một ít dầu ăn để khi mình lấy bánh ra nó sẽ dễ hơn và không có bị dính khuôn bánh nha. Phết lên trên cả cái vành luôn nha các bạn, tại vì mình đổ nhiều lớp đó. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại để cho cái khuôn nóng lên. Sau khi nóng một chút xíu thôi các bạn, không quá mất thời gian đâu, thì mình sẽ đổ lớp đầu tiên. Mỗi một lớp như vậy thì mình, các bạn cứ chia ra nha. Ở đây thì mình chuẩn bị là một lớp như vậy là 150ml. Tùy theo khuôn lớn hoặc là khuôn nhỏ thì các bạn có thể điều chỉnh lại cái thời lượng hấp nha. Đầu tiên mình sẽ hấp trong vòng là 7 phút nha. Sau 7 phút thì các bạn mở nắp ra thì mình sẽ thấy phần bột nó đã chín rồi nè, trong trở lại và không có còn đục nữa. Thì tiếp tục phần nhân mình cũng cho y như vậy, mình cho lên. Tại vì mỗi bếp khác nhau cho nên là khi mà mình hấp á, các bạn kiểm tra và mình canh thời gian ha. Mình thấy phần bánh của mình nó trong trở lại và không còn đục nữa là chứng tỏ bánh của mình đã chín. Thì lúc đó mình sẽ đổ thêm cái lớp thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì cũng giống y như vậy nha, để cho bánh của mình nó được chín đều hơn. Bây giờ tiếp tục mình sẽ cho lên một lớp nữa là màu tím nè của lá cẩm ha. Tại vì khi mà hấp cái này thì mỗi bếp khác nhau, cũng không chính xác là bao nhiêu thời gian. Mình cứ việc mình kiểm tra, mình thấy bánh của mình trong lại và không còn đục nữa, chứng tỏ bánh của mình đã chín. Và tiếp tục đây là cái lớp cuối cùng. Thì lớp cuối cùng này các bạn hấp cho nó hơi thời gian hơi lâu một chút ha. Thì nếu như mà mình hấp những cái lần đó là 10 phút đi, thì các bạn hấp cái lần cuối cùng này các bạn tăng lên thêm 10 phút nữa cho mình, thì tổng cộng là 20 phút cái lớp cuối cùng ha. Bánh thì nó đã chín rồi, mình sẽ lấy ra. Và các bạn nên để bánh thật là nguội rồi mình mới lấy bánh ra, tại vì bây giờ bánh nó còn nóng, với lại là nó cũng còn mềm, mình lấy ra chưa có được nha. Ở đây thì các bạn cũng thấy là mình làm được hai khuôn nha các bạn. Và mình cũng để cho nó thật là nguội rồi mình mới lấy ra nè. Để bây giờ mình sẽ lấy ra cho các bạn coi phần bánh của mình nó ngon như thế nào ha. Đó, khi lấy thì mình chỉ việc mình lấy cái tay ở bên trên là cái mình nhấn xuống thì bên dưới nó sẽ tróc ra hết rồi các bạn. Đó, rất là dễ luôn nè, các bạn thấy không? Và bên trong phần bánh của mình nó đều như thế này nè. Đẹp, vô cùng đẹp luôn. Rất là dẻo nè các bạn thấy không? Dẻo lắm luôn. Dẻo dai, mềm mà thơm lắm các bạn. Thơm mùi nước cốt dừa đó. Với lại đậu xanh nữa. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra cho các bạn coi phần bánh da lợn của mình nó sẽ như thế nào. Đó, các bạn thấy là mình cắt ha. Cảm giác là cái bánh rất là dẻo và dai luôn. Đây, bên trong bánh của mình nè, sẽ có đậu xanh ở giữa, rồi một lớp của lá cẩm nữa, vô cùng đẹp và rất là dẻo. Bây giờ thì mình sẽ cắt miếng ra nha. Làm bánh da lợn thì cũng rất là dễ, cũng không quá cầu kỳ. Tuy nhiên thì cái phần pha bột cũng rất là quan trọng để cho bánh của mình được mềm, ngon, dẻo mà không bị quá mềm, không bị quá nhão. Đó, các bạn coi, những khi mà mình đổ khuôn á, mình nên đổ
canh cái lượng nước bằng nhau thì khi mình đổ ra, bánh nó sẽ đều lớp và đẹp hơn đó các bạn. Và đây là bánh da lợn màu tím lá cẩm mình đã làm xong rồi. Đây các bạn coi nè, đẹp lắm luôn. Để mình gỡ từ lớp ra cho các bạn coi nè. Khi bánh da lợn của mình làm á, nó sẽ mở ra từ lớp như thế này được, là giống y chang như là lúc nhỏ mình ăn luôn đó các bạn. Còn nếu mà cái bánh da lợn mà mình không có tháo ra được như vậy á, là bánh nó quá nhão, cho nên là cái độ tách lớp nó không có ra được đó các bạn. Và mình ăn cái vị quá nhão thì bánh nó cũng không có được ngon. Rồi video của mình thì chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Ăn không hết mình để trong tủ lạnh, qua ngày hôm sau mình ăn nữa thì mình có thể cho vào nồi cơm để mà mình hấp lại mình ăn, hoặc là mình để vào nồi hấp mình hấp lại thì bánh của mình càng ngon hơn nữa đó các bạn.